Hôm nay là hội anh em nhà Bét làm cái lễ chia tay nhau. Đấy là những đồng đội chiến hữu là chia tay nhau này. Mai một đường ai nấy đi nhá. Anh em gọi là gắn bó nhau 10 năm 2 năm. Hôm nay là chia tay nhau bữa cuối. Giao lưu với em Tây Bắc, Tây Bắc TV. Đứng đầu shipper mà nói thế. Đứng đầu shipper. Ok.